Sava Beko đang và sẽ là một trong những nhà cung cấp bia chất lượng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, góp phần từng bước nâng tầm giá trị bia Việt trên thị trường quốc tế. Sava Beko, chất lượng tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam ngày hôm nay. Bản tin của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao lưu bóng đá giữa tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và khối các cơ quan huyện Vĩnh Bảo. Tam nông Phú Thọ mượn cớ hạ cốt nền để khai thác đất tràn lan. Bà Rịa Vũng Tàu cần kiểm tra bãi tập kết cát trái phép gây ô nhiễm môi trường. Tiền Giang quy định các khu dân cư không được phép chăn nuôi. Hà Nội thực hiện đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025. Khánh Hòa lên phương án lắp camera giám sát hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Châu Âu ngừng xuất khẩu rác thải nhựa sang các nước nghèo. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 11, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và khối các cơ quan huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng đã tổ chức trận giao hữu bóng đá nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 trận giao hữu có sự góp mặt của ông Tô Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Tiến sĩ Luật sư Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Vũ Xuân Quang, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo. Trận đấu diễn ra hai hiệp, mỗi hiệp đấu 20 phút, tổng cộng đã có 3 bàn thắng được ghi. Kết quả trận đấu khối cơ quan huyện Vĩnh Bảo 3, tạp chí môi trường và đô thị Việt Nam một. Thông qua trận đấu giao hữu này, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam và khối các cơ quan huyện Vĩnh Bảo mong muốn đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cơ quan, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, nâng cao thể chất, đẩy sống văn hóa tinh thần và tăng cường giao lưu học hỏi giữa hai đơn vị. Tại khu 9, xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, hoạt động khai thác đất đang diễn ra rầm rộ, ngang nhiên như trốn không người. Việc khai thác tràn lan khiến nhiều quả đồi bị cạo trọc, đường xá xuống cấp nghiêm trọng tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông đang đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong vòng 10 phút có đến hàng chục lượt xe tải nối đuôi nhau vào ra ăn đất. Sau khi lấy đất xong, những chiếc xe chở đầy áp đất sẵn sàng bất chấp các quy định của pháp luật, không che phủ bạt khiến đất rơi vãi đầy đường, bụi bay mùi mịt gây ô nhiễm môi trường. Để bảo vệ môi trường cũng như sự an toàn của mình, người dân xã Thọ Văn đã phải ra chặn đường không cho xe vào ra lấy đất. Còn đây là hình ảnh khai thác đất tại khu 20 xã Vạn Xuân, chỉ với chiều dài chưa đến 1 km nhưng có đến 3, 4 điểm khai thác đất nằm sát cạnh nhau. Những quả đồi xanh mướt bị cạo trọc, đường xuống cấp nghiêm trọng vì những chiếc xe tải trọng lớn ra vào thường xuyên. Ngày nào khu vực này cũng trông như một đại công trường. Qua tìm hiểu thực tế, trên địa bàn hai xã Vạn Xuân và Thọ Văn không có mỏ đất đắp nền nào được Ủy ban nhân dân Ủy ban tỉnh Phú Thọ khai thác chỉ có một số điểm ở khu 20 xã Vạn Xuân được Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đông cho phép hạ cốt nền, cải tạo mặt bằng sản xuất. Số lượng đất thừa sẽ phục vụ dự án trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tại một điểm khai thác ở Vạn Xuân, lượng xe ra vào đều vận chuyển đất về các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, thời gian qua, tòa soạn môi trường và đô thị nhận được phản ánh của nhiều người dân sống tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tình trạng nhiều bãi tập kết cát trên địa bàn hoạt động liên tục gây nên tình trạng bụi bặm ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, các xe tải cỡ lớn vận chuyển cát chạy ra vào các bãi tập kết, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người đi đường. Theo ghi nhận, tại đây có rất nhiều bãi tập kết cát. Ngay từ tờ mờ sáng cho đến đêm khuya, có rất nhiều xe tải cỡ lớn ra vào để lấy cát trở đi tiêu thụ. Những chiếc xe này di chuyển trên đường đã gây nên tình trạng khói bụi mù mịt, khiến cho người dân tham gia giao thông rất khó khăn khi di chuyển. Không những thế, tình trạng vận chuyển cát ra vào các bãi tập kết này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều người dân nơi đây. Người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng nhưng suốt một thời gian dài vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Từ thực trạng trên, phóng viên đã trao đổi với ông Đặng Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, ông cho biết các bãi tập kết cát trên địa bàn xã đã hoạt động từ mấy năm nay. Ủy ban nhân dân xã cũng đã đề nghị các chủ bãi ký cam kết hoạt động không gây ô nhiễm môi trường cũng như đảm bảo về mặt an toàn giao thông. Trao đổi với ông Nguyễn Quốc Nhật, Phó trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Xuân Mộc, ông Nhật cho hay, hiện tại tất cả các bãi tập kết đang được giao cho công an huyện kiểm tra xử lý. Hiện tại các bãi tập kết này đều không phép đã hết hạn hoạt động. Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên, các bãi tập kết này đều được chở từ Hàm Tân và các huyện ở Bình Thuận mà trước đó phóng viên môi trường và đô thị Việt Nam đã phản ánh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định số 27 QĐ-UBNZ về việc quy định danh mục các khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiền giang việc ban hành danh mục các khu dân cư không được phép chăn nuôi nhằm tiến tới việc quản lý hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh góp phần bảo vệ môi trường bảo đảm sức khỏe của người dân trong các khu vực đông dân cư Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có tổng số 215 khu dân cư mà người dân không được phép chăn nuôi, bao gồm chăn nuôi gia súc, gia cầm, các loại động vật khác, kể cả chim yến. Trong đó có 150 năm khu dân cư đông đúc tại các chợ hạng 2, hạng 3 thuộc các xã toàn tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định 60 khu dân cư là các khu phố, khu tái định cư, du lịch đông đúc cũng không được phép chăn nuôi trong đó thành phố Mỹ Tho có 16 khu dân cư, thị xã Gò Công 9, huyện Tân Phước 9, huyện Cái Bè 6, huyện Châu Thành 6, huyện Tân Phú Đông 5, các địa phương còn lại từ 1 đến 3 khu dân cư. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch số 275 KHUBNZ về thực hiện đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, thành phố sẽ phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện của thành phố đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ Thành phố cũng tập trung phát triển sản xuất thiết bị và sản phẩm đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ môi trường thủ đô, phát triển các sản phẩm có lợi thế và năng lực cạnh tranh, đáp ứng 70 đến 80% nhu cầu thiết bị xử lý nước cấp và nước thải, 60 đến 70% nhu cầu thiết bị xử lý và tái chế chất thải rắn, 70 đến 80% nhu cầu thiết bị xử lý khí thải, 50 đến 60% nhu cầu thiết bị thu gom, vận chuyển và phân loại chất thải. 40 đến 50% nhu cầu thiết bị quan trắc môi trường, 60 đến 70% nhu cầu sản phẩm bảo vệ môi trường, 40 đến 50% thiết bị sản xuất năng lượng tái tạo, 60 đến 70% thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, 20 đến 30% thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo, xuất khẩu được 20 đến 30% các sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường. Bên cạnh đó, phát triển dịch vụ môi trường cơ bản đáp ứng nhu cầu của thành phố về xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, công nghiệp, chất thải nguy hại, phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm và nhu cầu phân tích, quan trắc môi trường và các dịch vụ tư vấn về môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, năng lượng. Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt hệ thống giám sát vận hành tại 8 hồ chứa nước gồm Hoa Sơn, Đá Đen, Đá Bàn, Am Chúa, Suối Dầu, Cam Danh rục suối hành. Mỗi hồ chứa nước sẽ được gắn 3 camera giám sát cùng đường truyền về các địa phương để theo dõi, giám sát xả lũ. Dự kiến thực hiện dự án trong tháng 12, kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh. Sau đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ nghiên cứu tính toán để nhân rộng việc lắp camera ở các hồ còn lại trên địa bàn. Ngoài ra dự án cũng đầu tư lắp đặt màn hình thiết bị tại 6 văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cấp huyện để ghi nhận hình ảnh hiện trường xả nước tại các hồ do các camera ghi nhận truyền về. Thưa quý vị, để hạn chế tình trạng ô nhiễm nhựa, 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí ngừng xuất khẩu chất thải nhựa sang các nước nghèo. Đây được coi là bước đột phá trong việc giảm gánh nặng môi trường cho các nước thứ ba và là bước tiến mới của EU hướng tới nền kinh tế tuần hoàn bền vững. Từ giữa năm 2026 khi quy định chính thức có hiệu lực, 27 quốc gia EU sẽ không còn được phép xuất khẩu rác thải nhựa ngoài tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế gồm các nước giàu. Xuất khẩu chất thải nhựa sang 38 quốc gia OECD sẽ phải tuân thủ theo các điều kiện nghiêm ngặt bao gồm nghĩa vụ áp dụng thủ tục thông báo và chấp thuận trước bằng văn bản cũng như giám sát việc tuân thủ một cách chặt chẽ hơn. Thỏa thuận này được đưa ra khi các quốc gia đang họp tại Nairobi, Kenya để đàm phán về một hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm rác thải nhựa, văn kiện cần hội đồng và nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Nhà lập pháp Đan Mạch Pernille West cho biết, EU cuối cùng cũng đã chịu trách nhiệm về chất thải nhựa bằng cách cấm xuất khẩu sang các nước không thuộc OECD. Các bạn vừa theo dõi bản tin của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và phản ánh, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn tầng 17 khu văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 0912 345 014 0961 713 713, 713 hoặc hôm thư email media môi trường đô thị -a com Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.